Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Stalin từng nói rằng một người tình báo giỏi có sức mạnh hơn cả một binh đoàn. Đây là câu nói áp vào điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn thì có lẽ nó không sai được một ly nào cả. Ông Ẩn khai thác và có được những tin tức báo về chất lượng tới nỗi Bác Hồ sau khi đọc xong đã phải thốt lên rằng Bác đọc báo cáo mà cứ như đang ở ngay trung tâm New York vậy. Hay như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng cũng đã từng phải thừa nhận rằng đọc báo cáo của Phạm Xuân Ẩn mà cứ như kiểu mình đang trong bộ tổng tham mưu của địch. Đây có lẽ là những minh chứng cho ta thấy được đẳng cấp của ông Phạm Xuân Ẩn nó cao như thế nào. Với vỏ bọc là nhà báo, một người luôn bị an ninh để mắt tới, thế nhưng ông Ẩn vẫn có cách của mình để lấy được những thông tin mà có cả tỷ đô cũng không thể nào mua được. Ngày đó lấy vỏ bọc nhà báo làm bình phong là một điều rất nguy hiểm đối với ông Ẩn, bởi lúc nào cũng bị đội an ninh soi từng tí một. Sở dĩ nó phải soi như vậy, đó là bởi chính quyền Sài Gòn ngày đấy sinh ra chỉ để cho có mà thôi, chứ không quản trị được gì cả. Tờ Le Monde của Pháp đã từng viết về một Sài Gòn ngập ngụa trong ba thứ, đó là bán dâm, tham ô và nạn chợ đen. Người ta còn đồn rằng Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ ngày đó còn thành lập cả một công ty kinh doanh mại dâm. Trong khi đó, Tổng trưởng Bộ Xã hội thì khoe rằng nghề đi điếm phát triển tới mức đã trở thành một trong những nghề có tổ chức tốt nhất ở Sài Gòn. Chính vì nát như vậy, thế nên đội an ninh rất sợ nhà báo phản ánh trung thực về cái tình trạng đồi bại của xã hội. Nhà báo đi đến đâu là cũng phải có an ninh để mắt, trường hợp đặc biệt còn được theo kèm 1-1 để kìm hãm ngòi bút. Ngày đó bọn lính Mỹ sang Việt Nam, xa nhà xa vợ con nên khoản đấy thiếu thốn vô cùng. Hầu hết các doanh nghiệp mở ra để phục vụ đội lính Mỹ là chính. Cứ có thằng Mỹ nào đi qua là trong quán lại phát ra câu giao hàng quen thuộc: Come on boy, no VC, no VD. VC là viết tắt của Việt Cộng, còn VD là viết tắt của một bệnh giang mai rất khó chữa ngày đó. Lúc nào mà đội lính Mỹ ăn quả lệnh cấm không được ra ngoài là các phố ế vêu cả mồm, biển đại hạ giá mua 2 tặng 1 được treo khắp ở các cửa quán. Sở dĩ đội lính Mỹ từng bị cấm như vậy, đó là bởi các bố có nhu cầu quá cao, cứ sổng ra một cái là lại hùng hục đi xúc than, chả có nhìn trước ngó sau gì cả. Chính vì thế mà bộ đội của mình thường xuyên tận dụng những thời điểm như này để ra tay. Một xã hội loạn lạc như vậy, thế nên nhà báo lúc nào cũng bị theo dõi cực kỳ gắt. Vì cái thối nát ấy mà được phơi bày lên trên trang nhất thì rất dở cho những nhà cầm quyền. Để qua mặt được đội an ninh này cũng như đội CIA của Mỹ, ông Ẩn buộc phải vào vai quý tộc, vai của một dân trời có tiếng. Đây là một cái xây dựng thương hiệu cá nhân rất hay của ông Ẩn. Ông có cực kỳ nhiều tài, thế nhưng cái gì phục vụ cho việc xây dựng thương hiệu của mình thì ông mới xòe ra, còn không thì thôi, ông im bặt. Ở đất Sài Gòn, ông Ẩn được gọi là tay chơi thượng hạng về chó, chim và cá. Ông chuyên lang thang đi sưu tầm những con chim quý nhất Sài Gòn. Chính vì thế mà thỉnh thoảng ông lại lặn một hơi 3-4 ngày xuống căn cứ của mình ở Củ Chi cũng chả ai nghi ngờ gì cả. Vì ai cũng nghĩ rằng ông đang đi đâu đó để săn chim, săn cá về chơi. Mảng chơi chim và cá thì rất ít người rõ do ông ít nói. Còn riêng về mảng chó thì cả cái đất Sài Gòn ai cũng phải nể ông. Ông nuôi chim hay nuôi chó cũng đều rất kén chọn, chứ không phải cứ bạ con nào là nuôi con đó. Xây dựng hình ảnh là giới quý tộc, thế nên mọi thứ ông thể hiện ra ngoài đều cực kỳ quý tộc. Và quan trọng nhất là cái suy nghĩ trong đầu của ông đã quý tộc sẵn rồi. Chính vì thế mà hình ảnh quý tộc được ông xây dựng cực kỳ thành công. Quán cà phê Gibran trên đường Đồng Khởi ngày đó là địa chỉ nóng nhất của Sài Gòn, bởi nó tụ tập rất nhiều các nhà báo, chính khách, toàn các máu mặt của chính quyền Sài Gòn và Mỹ. Các thông tin mật cứ ở đó mà ra, thế nên quán cà phê này về sau còn được lắp cả máy ghi âm. Ngày đó nếu có Facebook thì chắc chắn ông Ẩn cũng đã có vài cái nick để chia sẻ về chuyện nuôi chó trên đó rồi. Thế nhưng Mark Zuckerberg hồi đó chưa đẻ, nên Gibra là cộng đồng chất nhất mà ông cần phải vẽ hình ảnh quý tộc của mình vào những vị khách ở nơi đây. Mỗi lần bước vào quán là ông lại dắt con chó béc dê theo sau ngồi ngay dưới chân như lính cận vệ. Giao tiếp bất cứ thứ gì với nó, ông cũng đều dùng tiếng Pháp đúng chất quý tộc. Nói gì là con chó làm y hệt như vậy, chuẩn chỉ đến từng chi tiết. Chính vì thế mà đội ngồi ở quán cà phê đó nể ông Ẩn một phép. Đơn giản vì chủ của nó phải đẳng cấp như thế nào mới có thể huấn luyện ra được một con chó đẳng cấp như vậy. 1 đồn 10, 10 đồn 100. Chính vì thế mà đội an ninh gì thì gì cũng cực kỳ kiêng nể ông Ẩn. Về hình dáng và thái độ của con béc dê thì không có một điểm nào có thể chê nổi. Theo phân tích của giới chơi chó Sài Gòn ngày đó thì con chó của ông Ẩn là loại có 102. Dáng nó hoài dũng, lông nó đẹp, chân trước cao hơn chân sau. Riêng về đuôi của nó thì là một cực phẩm. Cái giống béc dê mà đuôi chỉ cần hơi cong lên thôi thì tất cả mọi thứ khác có đẹp đến mấy cũng đều vô nghĩa. Thế nhưng con béc dê này của ông Ẩn, đuôi nó thẳng, thong xuống, dân chơi chó chuyên nghiệp ai nhìn thấy cũng phải suýt xòa bái phục. Chỉ nhục mỗi cái, đó là người ngoài không một ai có thể biết nổi về nguồn gốc xuất xứ của con béc dê này như thế nào. Người duy nhất biết được xuất xứ của nó chính là ông Tư Cang, người chỉ huy đồng thời là người bạn rất thân của ông Ẩn.
Khi biết được xuất xứ của con chó này rồi thì nhiều người mới có thể hiểu được tại sao Sài Gòn được Mỹ viện trợ nhiều như thế, cũng đành phải lên máy bay bỏ chạy. Bởi đến một con chó to và rõ ràng như vậy, ông ẩn còn lấy ra được khỏi tay của Nguyễn Cao Kỳ, thì mấy cái trang tài liệu mật bị lộ ra, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Người chủ đầu tiên của con béc dê này là một tư sản người Pháp tại Sài Gòn. Tướng Nguyễn Cao Kỳ là một người rất thích nuôi chó. Khi ông lên làm thủ tướng ở trong chính phủ của Thiệu thì tay người Pháp kia muốn lấy lòng để làm ăn, thế nên mới mang con chó đến để tặng. Ông ẩn vốn là một người cực kỳ mê chó, nhìn thấy con chó của ông Kỳ được tặng ông không thể nào chịu nổi. Một con chó của người Pháp chính cống, được huấn luyện bằng tiếng Pháp nên không một ai có thể điều khiển nó bằng thứ ngôn ngữ nào khác được. Có nó trong tay thì ông vừa thỏa mãn được đam mê của mình mà vừa có thể chứng minh được cho thiên hạ thấy ông là một người quý tộc như nào. Chính vì thế mà ông đã nghĩ ra cách đến Dinh Độc Lập tìm gặp người chăm nuôi con chó này và thỏa thuận rằng hãy làm cho nó ốm đói gầy rộc đi, ghẻ ghiếc đầy người vào rồi bảo ông Kỳ thanh lý cho ông ẩn. Thương vụ thành công thì ông sẽ gửi một cây vàng. Nghe thấy kèo quá thơm, thế nên tên chăm chó không thể nào cưỡng lại nổi. Chẳng mấy chốc con chó đẹp nhất Sài Gòn đã rơi vào tay của ông ẩn. Cũng kể từ đó, hình ảnh ông đi cùng những con chó đẹp lộng lẫy đã in đậm vào trong tâm trí của mỗi người Sài Gòn. Ông ẩn là người có niềm đam mê bất tận với chó, và cũng chính những chú chó đã giúp cho ông có được quá nhiều thứ trong những ngày tháng làm nghề tình báo của mình. Đầu tiên đó là sự an toàn, thứ hai đó là các mối quan hệ cũng từ kiến thức nuôi chó của ông mà ra. Hàng ngày cứ đêm đến là ông lại phải ngồi làm báo cáo bí mật. Chính vì thế mà ông rất cần một người đứng cảnh gác cho ông. Về điều này thì chả ai có thể làm tốt hơn những chú chó cực kỳ thông minh mà ông từng nuôi cả. Đêm đến đội cảnh sát đi khám xét lúc nào là ông đều biết hết, vì cách xa tầm 1 km là con béc dê của ông đã báo hiệu cho rồi. Ai đấy muốn ở bên ngoài theo dõi ông, xem ông đang làm gì đêm hôm cũng không thể nào làm được. Chính vì thế mà đêm đến ông cứ bật đèn 500W lên, ông chụp tài liệu mật một cách cực kỳ đàng hoàng, chả bao giờ phải ngán ai cả. Đó là về sự an toàn. Còn trong công việc thì các tướng kiểu như Đỗ Cao Chí, một tướng nắm vùng 3 chiến thuật vùng Sài Gòn Đông Nam Bộ, muốn có chó đẹp thì kiểu gì cũng phải nhờ tới ông ẩn. Tướng Đỗ Cao Chí không có kiến thức uyên thâm về chó, chính vì thế chó mang về nuôi đến ngày cho chúng nó nhảy xong để con ra trông như mà mút. Muốn có chó đẹp lại phải nhờ con chó của ông ẩn nhảy cho. Và cứ thế là ông ẩn mở rộng mối quan hệ của mình, và từ chuyện chó đẻ đến chuyện bí mật quốc gia, tất cả chỉ cách nhau đúng một sợi chỉ. Đó cũng chính là lý do mà tại sao ông ẩn lại có nhiều thông tin hay đến như vậy. Larry Berman, người đã mất gần 5 năm với hơn 30 chuyến bay chỉ để tìm hiểu về cuộc đời của ông ẩn, đã phải thừa nhận rằng ông ẩn không bao giờ phải lấy cắp một tài liệu nào cả, vì ông ấy là một nhà báo chuyên nghiệp, một điệp viên chuyên nghiep. Những người thân thiết nhất của ông ấy là Edward Lendell và William Conley luôn cho ông ấy xem tài liệu để được lắng nghe ý kiến và phân tích của ông ấy, vì ông ấy quá thông minh. Cái khó đối với ông ẩn trong việc kết thân với những cái đầu đầy sạn của CIA đó chính là phải làm sao tìm được đam mê chung với họ, từ đam mê đó thì mới lấn sang chuyện công việc được. Việc ngồi bàn bạc cùng với đối thủ rồi lấy thông tin đưa nó về cho lãnh đạo là điều mà có quá nhiều người làm được. Thế nhưng làm sao để thân thiết, để được ngồi cùng với những cái đầu đầy sạn để bàn những việc chiến lược thì chỉ có ông ẩn chứ không thể là ai khác. Sống dưới một vỏ bọc như nào để đối phương không hề nghi ngờ mình, đó là cái mà đến giờ người ta vẫn chưa thể hiểu hết. Các nhà sử học trong và ngoài nước vẫn luôn khao khát tìm hiểu điều đó từ ông. Đến đây thì nhiều bạn có thể cho rằng có thể là do những người như Edward Lance đều ngu thôi, chứ không hẳn là do ông ẩn giỏi, gà mờ, thế nên mới để lộ thông tin vào tay của ông ẩn như vậy. Tất nhiên đó là suy nghĩ của bạn. Bạn nghĩ nó đúng thì nó sẽ đúng. Thế nhưng nếu bạn đã từng đọc tiểu sử về Edward Lendell thì bạn mới có thể hiểu được đấy là một nhân vật tầm cỡ như nào. Lendell được mệnh danh là chuyên gia lật đổ và chống nổi dậy thượng thạng của CIA. Khởi đầu từng là chuyên viên quảng cáo thương mại, rồi sau đó mới vào quân đội phục vụ cho cơ quan tình báo của Mỹ. Chính vì thế mà các bài tâm lý chiến được Lendell áp dụng từ quảng cáo vào chiến tranh cực kỳ thành công. Lendell là một người giỏi tới mức ông đã trở thành nguyên mẫu của các nhân vật trong những cuốn sách cực kỳ nổi tiếng như Người Mỹ Trầm Lặng hay Người Mỹ Xấu Xí. Lendell là một nhân vật cực kỳ bí ẩn ngay với cả những chính trị gia hàng đầu nước Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Kennedy chỉ có thể biết được mặt của ông khi ông được giao nhiệm vụ ám sát Tổng thống Fidel Castro vào năm 1961. Mãi sau này đến năm 1971 thì công chúng mới biết lờ mờ về ông khi tài liệu mật về Lầu Năm Góc và chiến tranh Việt Nam bị đưa lên báo chí. Một nhân vật tầm cỡ như vậy, một nhân vật được coi là kiến trúc sư của chế độ Ngô Đình Diệm mà còn bị ông ẩn qua mặt, thì chúng ta có thể hiểu được trình độ của ông ẩn nó ở cái tầm cỡ như thế nào.
Tốc độ đọc cũng như khả năng ghi nhớ của những người như ông Ẩn, nó phải được xếp ở cái tầm thượng thừa, bởi không phải tài liệu nào ông cũng có thể mượn về nhà chụp rồi hôm sau đem trả được. Đơn giản bởi tài liệu mật thì để mang được nó ra đến cửa thôi đã là bố của khó rồi. Chính vì thế mà ông cần phải có một trí nhớ và khả năng đọc hiểu cực nhanh. Đọc đến đâu nhớ luôn đến đó, tối về nhà lại lôi hết những gì đã có trong đầu ra ngồi viết lại, rồi móc nối các thông tin với nhau, phân tích một lượt, xong sau đó gửi cho lãnh đạo của mình ở bên trên. Nhiều người có thể hỏi rằng tại sao không lấy máy ảnh ra chụp lại cho nhanh, nhớ làm gì cho vất vả, rồi chẳng may lại sai số liệu thì sao? Tất nhiên ai cũng muốn chụp cho nhanh và chính xác, thế nhưng khổ một cái là bẫy có thể răng ra với những người tình báo như ông Ẩn ở bất cứ đâu. Miếng phò mai chỉ có trong cái bẫy chuột mà thôi. Tài liệu ngon mà nó đặt ở trong khu vực có máy theo dõi thì sao? Giơ máy ảnh lên chụp để nó phát hiện ra thì chỉ có tàn đời, 1000 lần chót lọt, thế nhưng chỉ cần một lần lộ thôi thì cũng là lộ. Nghề tình báo là một nghề không được phép lơ là dù chỉ một tích tắc. Tất nhiên nói thì dễ, thế nhưng làm được nó là điều cực kỳ khó. Đã có những lần ông Ẩn chủ động lơ là, chủ động làm những việc mà ông hiểu nếu lộ ra thì hết phim luôn, thế nhưng ông vẫn làm. Đó là bởi ông rất trân trọng tình bạn. Và hai nữa, ông có một điểm yếu là không thể nào kìm nổi lòng mình khi mà thấy phụ nữ và trẻ em khóc. Ngày làm ở tờ báo Time, có một nhà báo trẻ tên là Bob Anson được cử sang Sài Gòn để làm phóng viên. Người này rất phản đối chiến tranh phi nghĩa mà người Mỹ đã dựng lên ở Việt Nam. Chính vì thế mà rất muốn tìm hiểu thông tin về văn hóa con người Việt Nam để viết bài. Tất nhiên những thứ đó chỉ có gặp ông Ẩn, một người có thể kể cho Anson nghe những câu chuyện mà nhà báo này không thể nào tìm được trong bất cứ cuốn sách nào cả. Được đàm đạo cùng với ông Ẩn về lịch sử Việt Nam, hàng ngàn năm giặc Tàu muốn chiếm mà không được, rồi đến Pháp, đến Nhật, toàn các đế quốc lớn sang đây cũng phải chịu thua hết. Bây giờ đến lượt Mỹ đổ vào đây hơn nửa triệu quân, bom đạn vũ khí sang xịn mịn nhất cũng đã từng đưa đến đây rồi, nhưng đã đánh nổi Việt Nam đâu. Chỉ có mấy người mà Tết Mậu Thân năm 68 có thể đánh vào tận tòa đại sứ Mỹ, suýt nữa thì bắt sống được cả đại sứ bằng cờ. Người Việt Nam thông minh lắm, nổi tiếng với việc lấy ít địch nhiều, thế nên rất có thể Mỹ càng đánh càng xa lầy, chứ chưa có cơ sở gì để thắng nổi Việt Nam. Được học lịch sử qua những minh chứng rất cụ thể của ông Ẩn khiến cho tay nhà báo Mỹ càng ngày càng phản đối kịch liệt chiến tranh Việt Nam. Sếp của Anson tại Việt Nam nhận thấy biểu hiện của sự phản đối, chính vì thế mà muốn đưa Anson về nước, chứ càng để lại Việt Nam càng chả phục vụ gì được cho hệ thống tuyên truyền của nước Mỹ cả. Chính vì thế mà Anson buộc phải viết đơn xin thôi việc để về Mỹ. Viết xong, ông cầm lá đơn đó đến gặp người bạn thân của mình là ông Ẩn để nói lời tạm biệt. Ông Ẩn cầm lá đơn xin nghỉ việc lên, chậm rãi khuyên Anson không nên bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Ông Ẩn muốn bạn của mình thấy rằng Anson đang nói lên tiếng nói của sự thật, có minh chứng rõ ràng chứ không hề bịa đặt, đặc biệt là còn đại diện cho chính nghĩa. Anson nghe xong cũng thấy hợp lý nên xé luôn tờ đơn xin nghỉ việc trước mặt của ông Ẩn. Ép nghỉ không được, chính vì thế mà sếp của Anson đã chơi bài bắt ông đến những điểm nóng nhất của cánh nhà báo, đó là sang làm phóng viên tại Campuchia và Lào. Tháng 5 năm 1970, Anson bị bộ đội của mình bắt tại Campuchia và luôn ở trong tình thế có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào do không có một tí giấy tờ nào để chứng minh về nghề nghiệp cũng như xuất thân của mình cả. Anson có khai rằng mình làm cho tờ báo Time, thế nhưng tất nhiên chả ai có thể tin nổi vào lời nói suông đó cả. Ông Ẩn không hề biết bạn thân của mình bị bắt, mãi cho đến khi vợ của Anson dắt theo hai đứa nhỏ, một đứa 3 tuổi và một đứa 2 tuổi đến văn phòng báo Time để hỏi tin tức của chồng. Cô này đến cầu cạnh ông Ẩn vì lâu lắm rồi không có thông tin gì về chồng cả, và cô này hiểu rằng ông Ẩn là bạn thân của chồng mình, đồng thời là một người có quan hệ rất rộng. Chính vì thế mà chỉ có ông Ẩn mới có thể giúp được cô mà thôi. Ông Ẩn nhìn cảnh một người phụ nữ đến van xin mình cùng với hai đứa nhỏ không thể nào kìm lòng được. Hình ảnh đó cứ ám ảnh, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của ông. Ông nhờ cậy hết tất cả các mối quan hệ của mình thì ông hiểu rằng Anson đã bị bộ đội của Bắc Việt bắt. Tình thế bây giờ buộc ông Ẩn phải đứng giữa hai lựa chọn, một là bỏ qua cái tình bạn thân thiết như hai anh em ruột kia đi, hai là viết thư gửi cho bộ đội Bắc Việt bảo bộ đội Bắc Việt thả bạn mình ra, nhưng viết kiểu đó nếu lộ thì thôi coi như xong. Vì quen cả bộ đội Bắc Việt, viết thư ra tác động được cho bộ đội Bắc Việt thì chỉ có là người Bắc Việt chứ làm sao có thể chối cãi được nữa. Chưa kể, nếu bây giờ cứu được bạn, bạn nó biết mình đã tác động để được thả ra thì nhục, lộ hết chân tướng. Thế nhưng điểm yếu của ông Ẩn là trọng nghĩa khinh tài. Ông rất trân trọng những người bạn của ông, đặc biệt là không bao giờ có thể kìm lòng được khi thấy phụ nữ và trẻ em khóc. Chính vì điều đó mà ông vẫn quyết tâm viết thư tác động bộ đội của mình để giải cứu người bạn thân. Nếu có bị lộ thì đối với ông cũng chỉ là cái số. Sau vài tuần bị giam giữ, Anson bất ngờ được người thẩm vấn dựng dậy lúc nửa đêm và thông báo rằng lời khai của anh làm ở báo Time đã được kiểm chứng. Người thẩm vấn hỏi thêm Anson về việc tại sao anh lại không khai hết mọi thứ khi bị hỏi cung, đặc biệt là chuyện anh đã cứu sống rất nhiều người Việt ở Tà Kheo, một nơi cách Phnom Penh khoảng 50 km, nơi mà những người dân vô tội thường xuyên bị lính của Non Non truy sát.
An Sơn đã không hề nghĩ đến chuyện đó khi bị hỏi cung, một phần do anh quá bối rối chẳng nhớ được gì cả, một phần do anh nghĩ rằng nó chẳng giúp gì được cho mình. Thế nhưng dù sao thì anh cũng rất mừng vì cuối cùng cũng đã được thả mà không bị sát hại. Anh chẳng còn thiết tha gì nữa, chỉ nhanh nhanh thu xếp đồ đạc về với vợ con ở nhà sau những tháng ngày ở địa ngục. Đến lúc này thì An Sơn vẫn không hề biết Phạm Xuân Ẩn đã vừa đưa ông từ cõi chết trở về. Và tất nhiên thì ông Ẩn cũng không hề muốn An Sơn biết điều đó, vì An Sơn mà biết thì chả khác gì nói thẳng luôn rằng ông Ẩn là người của Bắc Việt. Mãi 18 năm sau, trong một chuyến thăm Việt Nam gặp lại Phạm Xuân Ẩn, An Sơn mới biết hóa ra chính ông Ẩn là người đã cứu mình chứ không phải là ai khác. Đến lúc đó An Sơn mới trả lời được tại sao bộ đội Bắc Việt ngày đó lại thay đổi thái độ với ông nhanh đến như thế. Đây có lẽ là những minh chứng rõ nét nhất cho ta thấy được nhân cách của một nhà tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn. Một người dù có thế nào đi nữa thì ông cũng không bao giờ bán đứng bạn bè của mình. Một người sống hai cuộc đời, thế nhưng cuộc đời nào ông cũng hoàn thành nó một cách xuất sắc. Nhân dịp 15 năm ngày mất của ông, 20 tháng 9 năm 2006, 20 tháng 9 năm 2021, ekip Đàm Đạo Lịch Sử muốn gửi tới mọi người một phần rất nhỏ về câu chuyện cuộc đời của ông như một lời tri ân tới những đóng góp của ông cho Tổ quốc. Một người mà Larry Berman, giáo sư sử học người Mỹ đã phải thốt lên rằng cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn còn hơn cả một nhà tình báo, điệp viên hay nhà báo. Ông là người hòa giải, hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước Việt-Mỹ và luôn mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn. Nhà quân sự đại tài Napoleon đã từng nói rằng trong chiến tranh 90% là thông tin. Đây là câu nói cho ta thấy được thông tin nó có tầm quan trọng như thế nào, không chỉ trong chiến tranh mà ngay cả thời bình bây giờ cũng vậy. Thông tin chính là tiền, ai biết trước người đó sẽ chiến thắng. Đó cũng chính là lý do mà nghề buôn thông tin là một nghề không bao giờ lỗi thời, dù bạn có sống trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hay 40.0 đi chẳng nữa. Thế nhưng thông tin là một chuyện, còn thông tin thật thì nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cái khó của những người làm tình báo như ông Phạm Xuân Ẩn đó là phải biết phân biệt thật giả trong cả một cái mớ hỗn độn. Điều này yêu cầu ông phải rất cẩn thận trong mọi mối quan hệ, luôn phải thức khuya dậy sớm để ra chợ kiếm cho mình những thông tin tươi nhất, ngon nhất và nhanh nhất. Một trong những cái chợ mà ông hay lui đến đó chính là quán cà phê Gibran. Gibran là một quán cà phê rất đặc biệt. Đây là nơi hội tụ của tất cả những anh tài đất Sài Gòn ngày đó. Các chính khách, tướng lĩnh hay các nhà báo trong và ngoài nước cũng đều phải đến đây để săn tin hoặc trao đổi tin tức. Chính vì thế mà ở đây có đủ các loại tình báo, từ CIA của Mỹ cho đến tình báo Anh, tình báo Pháp, Đài Loan và tất nhiên có cả tình báo của Bắc Việt. Ông Ẩn nổi tiếng là một nhà báo với những bình luận chính trị quân sự rất sắc, cùng với đó là mối quan hệ toàn với các đại ca. Chính vì thế mà ông luôn là trung tâm của mọi cuộc nói chuyện. Chủ quán lúc nào cũng phải ưu ái cho ông chỗ ngồi ngon nhất, có riêng một bàn lúc nào cũng để dành cho ông. Bởi có ông thì quán mới có khách. Ông được mệnh danh là Best Connected Man, dịch nôm na là ông trùm quan hệ. Từ các quan chức của Mỹ cho đến quan chức Sài Gòn, ai ai ông cũng quen, và quen theo kiểu thân thiết đến nhà chơi được, chứ không phải chỉ quen cho vui. Chính vì thế mà hầu như khách khứa đến với quán đều là do ông. Ông đi đâu thì người ta sẽ theo đó. Lịch trình một buổi sáng của ông Ẩn sẽ là dạo qua quán cà phê Chào Khen để gặp gỡ anh em chơi chim chơi chó từ 7:30 đến 8:30. Xong sau đó khoảng 9 giờ thì ông mới ra quán Gibran để tiếp chuyện đội báo chí và chính khách. Cứ đến quán Gibran là ông lại ngồi ngay trung tâm chém gió rôm rả, chửi thề như hát hay. Quán Gibran cũng chính vì thế mà trở thành tâm ngắm của phủ đặc ủy trung ương tình báo. Người của phủ đặc ủy hàng ngày vẫn đến theo dõi, ghi âm lại xem có những ai phát ngôn theo chiều hướng có lợi cho cộng sản hay không. Có máy ghi âm chạy bằng cơm thế này cũng ổn, nhưng sau một thời gian không thu được kết quả gì khả quan cho lắm, vì máy ghi âm thì cũng chỉ ngồi được một hai chỗ không bao quát được hết. Ghi âm thì toàn tiếng xì xào loạn hết cả lên, về chả nghe thấy gì cả. Chưa kể, máy ghi âm chạy bằng cơm thì không thể nào ngồi được 24 trên 24 ở đó. Chính vì thế mà phủ đặc ủy đã nảy ra ý tưởng lắp máy ghi âm vào mọi chỗ trong tường của quán. Thế nhưng bài toán lại khó giải ở chỗ, đó là quán này là quán của một tư nhân. Chính vì thế mà tự tiện sửa soạn lại quán của người ta rồi nhét máy ghi âm vào trong tường là điều không thể. Lúc này thì phủ đặc ủy đã nghĩ ra ý tưởng mua lại quán cà phê này. Tiền tất nhiên chưa bao giờ là vấn đề, thế nhưng mua lại thì bây giờ không thể nào đứng tên của phủ đặc ủy được. Như thế thì lộ hết, còn gì là trung lập nữa. Biết là quán cà phê của phủ đặc ủy rồi thì bố bảo các nhà báo cũng không dám đến, mà có đến thì cũng chỉ nói những chuyện tào lao, chứ chả ai dám nói những tin mật, để chẳng may lọt vào máy ghi âm thì nhọc. Chính vì thế mà phủ đặc ủy lại cần một người tin cậy ở ngoài phủ đứng tên. Ai hỏi thì bảo quán này là quán của tư nhân, một quán rất trung lập chứ chả nghiêng về phe nào cả, thế nên có chuyện gì thì cứ yên tâm mà chém gió. Ông Ẩn là người được mời tham gia bàn bạc để lập ra cái phủ đặc ủy đó. Chính vì thế mà phủ đặc ủy coi ông như người nhà và đề xuất vợ ông là người sẽ đứng tên cái quán cà phê Gibran này.
Ông Ẩn thì vẫn giữ cái giọng tưng tửng nửa đùa nửa thật: nhà tôi có tiền đâu, lấy gì mà góp. Thế nhưng người của phủ đã nói thẳng tưng rằng ông không cần phải góp vốn, quán kinh doanh mà lỗ thì phủ sẽ chịu, còn nếu như có lãi, vợ ông muốn cầm hết cũng được, phủ không quan tâm đến điều đó. Tất nhiên ông Ẩn cũng chẳng dại gì để vợ mình ra mặt như thế cả. Ông lấy lý do làm ăn như vậy không sòng phẳng. Sở dĩ ông Ẩn không bao giờ muốn vợ ra mặt, đó là bởi ông hiểu rằng chỉ có hai người trên thế giới này có thể hiểu hết về cuộc đời ông, đó là mẹ và vợ. Cho vợ ra mặt, chẳng may lỡ mồm một phát thôi thì ông lộ hết tất cả. Cuối cùng thì quán cà phê đó cũng bị mua lại một nửa để làm tiệm bánh mì. Ai đứng tên quán này thì ông cũng chẳng rõ. Thế nhưng ông Ẩn thừa hiểu, đã mua được lại, đã sửa sang được lại thì chắc chắn là có máy ghi âm ở mọi chỗ trong đó rồi. Ông biết điều này, thế nhưng không làm sao mà nói ra được, chỉ lặng lẽ quan sát. Vì nói ra thì tự nhiên mọi người lại đề phòng, dần dần chẳng ai đến đó nữa thì lấy tin kiểu gì. Chưa kể, chẳng may phủ lại loan tin trong quán có máy ghi âm thì tự nhiên lại rách việc. Chính vì thế mà ông Ẩn cũng đành kệ. Nói là kệ, thế nhưng ngồi trong quán vừa chém gió, ông vừa quan sát rất kỹ và đoán được ai là tình báo của Bắc Việt. Mỗi lần cảm giác có tình báo Bắc Việt vào chia sẻ điều gì đó quan trọng là ông lại nói to giống lên, át hết tiếng nói của người đó. Quả nào ở xa thì ông lại giả vờ gọi thật to theo kiểu chê đùa. Phủ đặc ủy rất cay ông Ẩn ở chỗ này vì đặt máy ghi âm ở khắp mọi nơi rồi mà mãi cũng không thu được tin tức gì quan trọng. Về mở máy ra nghe toàn thấy tiếng chửi thề của ông Ẩn. Phủ đặc ủy cay lắm, thế nhưng cũng đành phải chịu vì họ hiểu cái tính ông Ẩn hay trêu đùa vui vẻ như vậy. Tính ông như thế, thế nên anh em bạn bè, giới nhà báo rồi tình báo nó mới quý. Có cái gì hay thì nó mới chia sẻ cho. Bây giờ bắt ông không cười đùa vui vẻ nữa thì lấy đâu ra tin mật. Đến đây có thể nhiều người sẽ thắc mắc rằng ngoài việc lấy tin từ quán cà phê Gibran thì ông Ẩn còn lấy ở chỗ nào khác nữa hay không? Mà tại sao ông có nhiều tin hay đến như thế? Chưa kể là quán cà phê còn bị lắp máy ghi âm, thế nên kiểu gì cũng sẽ bị hạn chế. Đối với nghề tình báo hay nghề viết báo thì bản chất cũng là kinh doanh thông tin. Mà trong kinh doanh thì nguồn hàng phải được lấy từ rất nhiều chỗ chứ không thể phụ thuộc mãi vào một nơi nào cả. Chẳng may nơi đó sập thì sẽ sống kiểu gì? Đối với ông Ẩn cũng thế, ông lấy từ rất nhiều nguồn khác nhau, tổng hợp lại rồi phân tích một lượt, xong sau đó mới gửi cho lãnh đạo ở bên trên. Lấy ở đâu thì lấy, thế nhưng trong việc kinh doanh luôn phải tuân thủ nguyên tắc có quả có lại. Các nhà báo họ cũng cần thông tin từ mình và mình cũng cần thông tin từ họ. Muốn có được thông tin từ họ thì ông Ẩn phải cho đi trước. Và quan trọng là đã cho phải cho tin tử tế, tin thật 100%, cho tin láo thì dần dần sẽ chả ai chơi với mình nữa. Cái quan trọng nhất là phải luôn cho người đối diện cảm thấy mình là người an toàn. Không an toàn thì chả ai dám chia sẻ với mình bất cứ một thông tin gì cả. Cái giỏi của ông Ẩn đó là trong đầu của ông có quá nhiều thông tin hay. Tin nào không dùng đến để viết bài, ông lại cho các anh em khác. Chính vì thế mà lúc cần cái gì thì chỉ cần ới một câu là anh em lại đổ tin về cho ông như mưa, tha hồ lấy tài liệu để viết lách. Ngày đó thông tin của ông Ẩn được giới tướng lĩnh và giới đầu tư của Mỹ tin tưởng đến nỗi họ còn gặp ông để xin tư vấn về đầu tư chứng khoán. Tất nhiên, ông Ẩn biết rất rõ về cái này, ông mới dám tư vấn. Bản chất của chơi chứng khoán là tìm hiểu về vĩ mô, thế nên giới đầu tư rất cần ông Ẩn. Họ cần ông ngồi phân tích cho họ về các dấu hiệu của thời cuộc có thể ảnh hưởng đến thị trường. Kiểu như năm 1973, thị trường chứng khoán đỏ lòm vì năm đó Mỹ lạm phát nặng. Ông Ẩn lại ngồi phân tích về cái lạm phát đó cho họ, xem với bối cảnh như thế thì chứng khoán có khả năng lên lại hay không. Tất nhiên những phân tích đó chả thể nào sai được, bởi ông Ẩn được mệnh danh là người hiểu nước Mỹ hơn tất cả người Việt Nam nào trên thế giới này. Chính vì thế mà người ta tin tưởng ông gần như tuyệt đối. Hết mảng chứng khoán thì ông lại nhảy sang mảng chính trị. Mảng nào ông Ẩn cũng là một chuyên gia. Động đến mảng chơi chim, chơi cá hay chơi chó nữa thì thôi khỏi phải bàn, nó cứ gọi là hết nước chấm. Riêng về mảng chính trị thì minh chứng rõ nhất có lẽ là lần đại tướng Văn Tiến Dũng gặp ông sau ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975. Đại tướng Văn Tiến Dũng ngày đó nguyên là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Gặp ông Ẩn và nghe những gì ông phân tích xong, đại tướng đã phải thốt lên rằng nếu như gặp được Phạm Xuân Ẩn sớm hơn thì những tin tức mà ông Ẩn cung cấp sẽ giúp cho Bộ Chính trị hạ quyết tâm nhanh hơn để giải phóng Sài Gòn. Ông Ẩn là một người phân tích tin tức thuộc dạng thượng thặng. Ông đã từng chia sẻ lại những ví dụ về cách phân tích của ông trong cuốn Phạm Xuân Ẩn Tên Người Như Cuộc Đời của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải. Ví dụ ngày nay muốn biết Mỹ có bỏ cấm vận nước nào hay không thì ngoài các nguồn tin trôi nổi, giới thạo tin như ông còn phải biết cách quan sát các nhân vật có máu mặt khác. Ví dụ như ông chủ tư bản cách xù cỡ David Rockefeller và một chủ báo lớn có ảnh hưởng chính trị ở Nhà Trắng là bà Graham. Trước kia Rockefeller được xem là hoàng đế của Hoa Kỳ và bà Graham là nữ hoàng của Hoa Kỳ. Đây là hai người thế lực mạnh nhất nước Mỹ. Nhìn vào động tĩnh của hai nhân vật đó là mình có thể biết được các quyết định quan trọng. Họ đi đến đâu, họ gặp ai, động cơ của họ như nào, phân tích kiểu gì cũng sẽ ra. Đấy là những cái mà chỉ có giới thạo tin nhiều ngẩn mới có thể biết để theo dõi và phân tích được. Hoặc có một cách nữa để lấy tin, đó là theo dõi hoạt động của các cận vệ xung quanh các nhân vật máu mặt.
Như hồi tháng 11 năm 1960, Ngô Đình Diệm đã bị đảo chính hụt. Hãng thông tấn UPI cho biết chỉ trong 3 ngày, Diệm đã bắt tới 30.000 người. Sài Gòn lúc đấy nóng hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ của những người làm báo nhiều ngẩn đó là phải làm thế nào để biết được bao giờ Mỹ có ý định thay đổi đường lối, thay đổi người đứng đầu bộ máy. Muốn biết được điều này thì phải trả lời được câu hỏi xem khi nào thì Mỹ sẽ thay đại sứ ở miền Nam. Thay đại sứ tức là thay đổi đường lối, lúc đó thì Diệm chắc chắn phải được cho ra nghỉ. Ông Ẩn cần phải tìm hiểu xem bao giờ thì đại sứ Nothing sẽ phải rời sân. Giới tạo tin làm việc trong các tờ báo lớn tất nhiên cũng biết việc mình sẽ phải tìm hiểu là gì. Thế nhưng quan trọng ai là người có thông tin chính xác và nhanh nhất mà thôi. Làm báo nhiều ngẩn bắt buộc cần phải có tính quyết đoán, đôi khi còn làm may rủi nữa. Biết tin Mỹ sắp thay người rồi, ai cũng dự đoán được điều đó. Thế nhưng không ai biết Mỹ sẽ thay người vào phút thứ bao nhiêu của trận đấu. Cái giống lờ mờ như vậy thì lại phải đi điều tra nghiên cứu thêm. Mà nghiên cứu thêm thì coi như đánh bạc. Lúc mình nghiên cứu xong mà các báo khác nó đã lên tin trước rồi thì nghiên cứu làm cái gì nữa, sớm muộn cũng bị đuổi vì tội hóng hớt kém. Thế nhưng nghe bập bõm được vài câu, thế xong viết vội vàng luôn cho nhanh, mà chẳng may tin tức đó nó sai một cái thì thôi coi như đi ăn cắp, mất hết uy tín của tờ báo đó luôn. Chính vì thế mà đối với những người làm báo như ông Ẩn thì lúc nào cũng bị áp lực vừa nhanh mà lại vừa phải chuẩn. Các tờ báo lớn của Mỹ, Anh, Pháp ngày đó cạnh tranh nhau cực gắt. Chưa kể là còn các tờ báo của Nhật, Đức, Ý, Na Uy hay Thụy Điển cũng nhằm nhè nữa. Chính vì thế mà áp lực đối với ông Ẩn là vô cùng lớn. Trong khi các nhà báo khác đang điên đầu đi khai thác thông tin chưa biết phải viết như nào, thì ông Ẩn đã làm luôn một bài thẳng tưng rằng một tuần nữa Nothing sẽ về nước. Một thông tin làm chấn động cả Sài Gòn. Nội các của Ngô Đình Diệm đọc xong ướt hết cả đũng quần. Bọn Mỹ nhìn thấy cũng không hiểu tại sao những tin mật như này lại có thể lọt ra ngoài sớm đến thế. Không ai hiểu ông Ẩn đã lấy tin ở đâu mà có thể viết trúng tim đen đến như vậy. Rõ ràng là đại sứ Mỹ ở miền Nam ngày đó thì ông Ẩn không đủ đẳng cấp để tiếp cận rồi. Thế cuối cùng thằng nào đã khai ra tin này với ông Ẩn? Bọn Mỹ điều tra mãi cũng không biết là lọt ra từ đâu. Có gọi ông Ẩn lên hỏi thì ông cũng chẳng nói, vì đó là nguyên tắc của ông. Không bao giờ ông nói ra thông tin ông có được là từ đâu. Nếu buộc phải trả lời thì ông sẽ nói rằng ngồi quán cà phê chém gió, xong nghe vu vơ một thằng nào đấy ở quán cà phê nó nói, rồi về viết bừa lên như vậy. Ai biết là nó trúng, làm gì nhau. Không tài nào có thể tìm ra được bằng chứng để mà kết tội rồi bắt ông Ẩn được. Mãi sau này nghe ông chia sẻ thì người ta mới hiểu được tại sao ông biết những thông tin như thế. Hóa ra là do ông phân tích từ câu nói của những người cận vệ đại sứ Mỹ trong một quán ăn. Ngày đó thì cứ tối đến là các ký giả lại tụ tập ở một quán ăn của Pháp, có sàn nhảy, có dàn nhạc chơi đoàng hoàng. Cứ vừa ăn tối lại vừa uống rượu, vừa nhảy đầm, vừa trao đổi tin tức với nhau. Trong quán này thì cũng đủ các thành phần kiểu như quán cà phê Gibran, và đặc biệt là đội ký giả hầu như quen mặt nhau hết. Tối nào cũng điểm danh từng người một. Thông thường thì đội ký giả đó hiểu với nhau rằng không có tin gì thì các bố mới mò đến quán đó để ăn. Thế nên tự nhiên mà tối nào đó thiếu mất một thằng là bắt đầu quay ra nghi ngờ ngay. Chắc chắn là thằng đó đang có tin gì hot nên mới ở nhà viết bài rồi. Ngày đó hễ cứ thấy bóng dáng của nhân viên tòa đại sứ Mỹ đến ăn là các ký giả lại bám theo dài như đỉa. Đội nhân viên của tòa đại sứ này cũng có một trò rất hay, đó là cái gì mà không muốn phát ngôn chính thức là bố cứ đến quán rượu, bố nói bô bô với cái đội làm báo ở đó để tối về các báo viết bài. Toàn vừa uống rượu vừa nói chuyện vui vẻ kiểu bạn bè với nhau, có phải phỏng vấn gì đâu, thế nên chả có gì phải sợ. Ai hỏi thì bảo nó đồn như vậy, chứ tôi có phát biểu chính thức đâu. Ông Ẩn rất hiểu cái bài này của đội đại sứ Mỹ. Chính vì thế, hôm đó ông đến quán từ rất sớm để xem nhân viên của tòa đại sứ có đến ăn hay không. Đang ngồi thì tự nhiên ông thấy thằng bí thư của đại sứ Nothing đến, một thằng mới ngoài 20 tuổi, cao to đẹp trai. Mọi hôm nó ăn mặc rất đàng hoàng. Tự nhiên nay ông Ẩn thấy thằng này ăn mặc khá cởi mở, áo yếc lại toan chim cò các kiểu. Đã thế lại còn đi cùng một em đào người Việt rõ xinh đến nhảy đầm. Cũng có tí quen biết do hay chạm mặt nhau trong quán, ông Ẩn liền cất giọng hỏi: "Này, nay mày làm sao mà ăn mặc lôi thôi thế? Lại có cả em đào đi theo nữa thế này là sao?" Thằng bí thư liền đáp lại: "Tuần tới tao về nước rồi, mày phải cho tao đi xả hơi chứ." Như chết đuối vớ được cọc, ông Ẩn nghe xong câu nói đó thì không còn phải nghi ngờ gì nữa. Chuẩn rồi, bố còn chuẩn rồi, ôi dồi ôi. Trước đây thì còn lờ mờ, chứ thằng này nó buột miệng nó thở ra câu này thì lệch đi đâu được nữa. Chính vì thế mà ông Ẩn lên ngay một bài trên báo Reuters rằng một tuần nữa Nothing sẽ về nước. Một tin tức mà khiến cho tòa đại sứ Mỹ như phát điên phát rồ. Ai cũng khẳng định rằng trong tòa đại sứ Mỹ này có thằng đã làm cho báo chí chỉ đen một cái là không thể nào tìm ra được ai. Tờ báo Reuters của ông Ẩn ngày đó hay có những tin tức giật gân như này. Chính vì thế mà bị theo dõi 24/24. Mật vụ của phủ tổng thống và CIA ngày nào cũng ngồi châu trực trước cửa tòa soạn, giả vờ là uống trà đá bắn thuốc lào để lắng nghe xem có ai bàn tán gì, đếm từng người một xem có ai lạ mặt ra vào tòa soạn hay không.
khổ mỗi một cái, đó là theo dõi mãi mà không thấy điểm bất thường gì cả. Thế nhưng không hiểu tại sao tin mật như thế vẫn bị lọt ra ngoài. Tất nhiên điều này chả ai có thể lý giải được ngoài ông Ẩn. Tên bí thư của đại sứ Nò Thình lần đó được ông Ẩn cứu một mạng trông thấy, đơn giản bởi ông luôn tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc không bao giờ khai ra việc ông đã lấy tin từ đâu. Ông Ẩn hiểu rằng ông cần phải cho những người xung quanh của ông biết ông là một người an toàn như thế nào. Có như thế thì mới có những câu nói buột miệng không suy nghĩ kiểu như này. Chứ bây giờ nếu ai gặp ông cũng đề phòng thì cả đời ông sẽ không bao giờ có được một tin tức nào hay ho cả. Chưa kể, ông Ẩn còn là một người cực kỳ trân trọng tình bạn. Chính vì thế mà có chết ông cũng chẳng bao giờ khai ra. Ông hiểu được khai như thế thì quá xấu tính, vì nhiều thông tin bạn bè chủ động cung cấp cho ông. Thế nhưng cũng có những thông tin thì họ vô tình cho ông biết kiểu như này. Về bản chất thì đó là chuyện trao đổi bình thường, và vô tình họ cho ông biết mà thôi. Bây giờ mà khai ra thì tự nhiên có phải làm khổ họ hay không? Họ đâu có cố ý để lộ đâu, chẳng qua là bạn bè chơi thân với nhau quá nên họ mới nói những chuyện thẳng thắn như vậy. Chính vì thế mà ông Ẩn không bao giờ khai ra ai là người đã cung cấp thông tin cho ông viết báo. Sau lần đó, phía Mỹ còn áp lực luôn cả Reuters để buộc ông Ẩn phải chuyển đi Singapore cho đỡ rắc rối. Thế nhưng tất nhiên, Reuters không thể nào làm được điều đó, vì họ chả có thể tìm ai thay thế được ông. Một người có mối quan hệ rộng nhất ở đất Sài Gòn, từ người trong phủ tổng thống cho đến tòa đại sứ cho đến bộ tổng tham mưu, ai ai ông cũng quen. Đây là một trong những cái mà ông Ẩn cảm thấy cực kỳ khó chịu khi lấy bình phong là làm nhà báo. Bởi cái nghề này, địch lúc nào nó cũng nghi ngờ rồi cho người bám theo. Ông Ẩn luôn luôn phải che đậy bằng cách cho bọn nó thấy rằng ông bới móc thông tin như vậy là để phục vụ cho nghề làm báo của mình, chứ chả có dính dáng gì đến chính trị hay chế độ gì ở đây cả. Chỉ có thế thì ông mới có thể thoát được. Thế nhưng còn một cái nữa còn nguy hiểm hơn khi làm báo như ông, đó là phải đối mặt với những tin tức giả. Không có tin thì cũng dở, thế nhưng có nhiều tin quá thì lại còn dở gấp đôi. Vì lúc đó lại phải phân biệt được đâu là tin thật, đâu là tin giả. Tung tin giả lên một lần thôi thì coi như xong, lộ hết chân tướng. Chưa kể lại còn ảnh hưởng đến uy tín của tờ báo đó nữa. Vậy ông Ẩn đã làm thế nào để phân biệt được nó? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 3 tháng 10 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Byron Chasey, một diễn giả nổi tiếng thế giới, đã từng nói rằng chất lượng suy nghĩ của bạn được quyết định bởi chất lượng thông tin mà bạn có về việc đó. Đây là một câu nói đúng tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh. Nhiều người đã phải mất cả năm chỉ để suy nghĩ, giải quyết chuyện tình cảm cá nhân. Thế nhưng càng nghĩ họ lại càng cảm thấy bế tắc. Họ càng muốn dùng chất kích thích để quên đi. Đơn giản bởi họ không có đủ thông tin, không có đủ kiến thức nền để suy nghĩ giải quyết vấn đề đó. Với một cá nhân đã vất vả như vậy rồi thì chúng ta có thể hiểu được những nhà lãnh đạo quốc gia, họ cần thông tin thật để ra quyết định liên quan đến vận mệnh đất nước như thế nào. Chính vì thế mà những người buôn tin vĩ đại như ông Phạm Xuân Ẩn vẫn luôn được người ta nhắc đến với lòng cảm phục vô bờ bến. Đơn giản bởi những thông tin ông cung cấp quá chất lượng, nó giúp cho lãnh đạo của mình quyết định dễ dàng hơn rất nhiều. Đối với những người như ông Ẩn thì để lấy được tin đã khó rồi, thế nhưng phân biệt được đâu là tin thật, đâu là tin giả thì lại là bố của khó. Ít thông tin nó có cái khốn nạn của nó, mà nhiều thông tin nó cũng có cái khốn nạn riêng, vì địch hoàn toàn có thể tương kế tiểu kế. Chính vì điều đó mà ông Ẩn muốn có tin thật thì phải có tài liệu thật, rồi từ tài liệu đó lại phải được tham khảo với lịch sử của vấn đề cộng với mối tương quan tác động qua lại của ta với đối phương. Đôi khi trong cả đống tài liệu lấy được, tất cả nó đều viết đúng, nhưng chỉ có duy nhất một trường có thông tin sai lệch mà thôi. Mà cái giống làm thông tin sai lệch, nó đâu có in sai lù lù ra để cho mình nhìn đâu. Nó sẽ tìm cách làm thay đổi một vài từ để sai lệch nội dung cả trường. Đấy mới là cái khốn nạn. Ngày đó thì CIA rất hay có cái trò tung tin giả để chơi giới phóng viên, cùng với đó là dùng tin giả để dò xem có trường hợp nào dựa vào đó để đưa tin có lợi cho Việt Cộng hay không. Ông Ẩn từng kể trong cuốn Điệp viên Hoàn hảo rằng ông đã rất nhiều lần cứu tờ báo Time bởi những tin giả như này. Điển hình như câu chuyện bịa đặt về một nhóm phản bội gồm những thành viên Việt Cộng bất mãn lên kế hoạch lật đổ ban lãnh đạo mặt trận giải phóng dân tộc. Tin giả này đã khiến cho rất nhiều nhà báo dính bẫy, trong đó có Pomonti, một người bạn của ông. Pomonti đã đến vùng Long Khánh để gặp người đại diện của mặt trận được mua chuộc. Người này kể cho nghe về một âm mưu phản loạn tại tỉnh Sông Bé. Nghe xong, Pomonti không chần chừ gì cả, tăng thẳng luôn một bài báo dài với tiêu đề "Đảo chính trong rừng rậm" để đăng lên tờ Le Monde. Bài viết được rất nhiều các tờ báo khác lấy lại. Trưởng văn phòng của báo Time ngày đó sau khi thấy rất nhiều báo khác đăng tin với lượng quan tâm của độc giả cực kỳ lớn, lập tức đang gọi cho ông Ẩn lên văn phòng và hét lên rằng Tại sao chúng ta không đăng bài này? Tại sao cậu lại không đi đưa tin? Ông Ẩn lúc này chả biết phải giải thích như nào cả.
Ông hiểu sếp của mình đang bị đám đông dẫn dắt và bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng áp lực nhóm. 4 thằng đi ăn mà 3 thằng đứng dậy đi vệ sinh thì buộc thằng còn lại không buồn cũng phải đứng dậy đi theo. Trong trường hợp này cũng vậy, các báo khác nó đăng nó viết bài hết rồi mà mình không viết thì tự nhiên cảm thấy không ổn. Thế nhưng quan trọng, đám đông thường đại diện cho cái sai. Bây giờ ông Ẩn có giải thích cũng khó. Ông là người của Bắc Việt cài vào đây, đảo chính của Bắc Việt, ông hỏi cái là ra ngay chứ có gì đâu. Thế nhưng bây giờ chả nhẽ lại nói toạc ra như thế thì không ổn. Gà lại cứ thích cãi nước sôi thế này thì quá hỏng. Ông Ẩn chỉ biết xoa dịu bằng câu nói không được thuyết phục cho lắm. Hãy tin tôi đi, các nguồn tin của tôi cho biết đây là tin giả, không hề có vụ đảo chính nào cả. Tin tôi đi, tôi đảm bảo nguồn tin của tôi đúng. Và cuối cùng thì ông Ẩn đúng thật, các tờ báo đăng nội dung đó đều giảm sút uy tín nghiêm trọng. Chỉ có tờ báo của ông Ẩn là vẫn ngon lành cành đào. Bạn của ông Ẩn là Pomonti ngày đó bị CIA chơi cho không còn mảnh giáp nào vì tội đưa tin ẩu. Ông Ẩn chỉ tiếc một cái là lần đó không thể nào giúp gì được cho bạn của mình. Bởi ông hiểu rằng nếu ông nói cho Pomonti biết thì sẽ không còn ai đến nghe câu chuyện ngụy tạo này nữa. Như vậy thì CIA sẽ nghi ngờ. Nếu CIA biết ông Ẩn là người đã gàn thì coi như xong, vỏ bọc của ông chắc chắn đã bị lộ. Chính vì thế mà lần này thì ông chỉ có thể cứu được một bên, đó chính là tờ báo Time nơi ông đang làm việc. Đây có lẽ là minh chứng rõ nét nhất để phác họa công việc của ông Ẩn. Một người làm hai nghề cùng một lúc, vừa làm tình báo vừa làm nhà báo. Ông Ẩn cũng đã từng chia sẻ lại trong cuốn sách Phạm Xuân Ẩn Tên Người Như Cuộc Đời của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải rằng cuộc sống của người ta chỉ có một nghề, mình đến tận hai nghề. Một nghề theo cách mạng, một nghề bám ở đây để tự túc lâu dài. Nghề báo không bao giờ rảnh. Hai nghề này rất mâu thuẫn nhau nhưng lại rất giống nhau. Một đang lấy được tin tức gì thì phải giấu như mèo giấu cứt, đó là nghề tình báo. Còn một nghề lấy được tin gì thì đăng toạc móng heo lên báo, phát thành lên đài, đó chính là nghề báo chí. Chỉ cần nghe tên những nghề mà ông Ẩn làm thôi thì chúng ta có thể hiểu được sức làm việc của ông khủng khiếp đến cỡ nào. Nghề báo như ông làm là một nghề không bao giờ rảnh, bởi việc đi lấy tin, thu thập thông tin để viết bài sao cho chuẩn nhất, nhanh nhất đã hết ngày rồi. Thế nhưng đây ông vẫn còn thời gian để nghiên cứu, phân tích thông tin để viết báo cáo gửi cho lãnh đạo ở trong rừng. Người ta cảm giác ông Ẩn có 25 tiếng một ngày chứ không phải 24 tiếng như người thường. Đến đây nhiều người có thể thắc mắc rằng không biết ông Ẩn cẩn thận trong viết báo như vậy, thế nhưng đã có phát nào bị dính bẫy hay chưa? Câu trả lời là có, những sai lầm khi làm tình báo cũng nhiều mà viết báo của ông thì cũng có. Những sai lầm về tình báo thì có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở số sau. Thế nhưng nếu như nghe xong câu chuyện về ông Ẩn bị bẫy khi viết báo thì có lẽ chúng ta mới hiểu được trò chơi chính trị nó căng thẳng như thế nào. Đó là hồi những năm đầu của thập kỷ 60 khi mà ông Ẩn đang làm cho báo Reuters. Ngày đó thì báo chí cạnh tranh nhau cực gắt, từ AP, UPI, AFP rồi cho đến các báo của Đài Loan, Triều Tiên, ti tỉ các thể loại. Một lần ông Ẩn phải đưa tin về việc đại sứ Mỹ là Nothing, người chúng ta đã nhắc đến ở trong số trước, đến khánh thành đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Nothing đến đọc diễn văn ngay tại sân bay. Với tầm quan hệ như ông Ẩn thì Nothing chưa đọc, ông đã có sẵn trong tay bản photo bài diễn văn của bố đại sứ này rồi. Ông Ẩn không cần nghe cũng biết nội dung buổi hôm đó như thế nào, thế nhưng ngồi viết ra luôn xong đăng lên trước thì không được. Trong nghề báo của ông có rất nhiều cái oái âm, thế nên phải đưa rủi ro xuống mức thấp nhất có thể. Đằng trước, thế xong chẳng may đại sứ trên đường đến sân bay lại gặp tai nạn, không hề phát biểu câu nào. Thế nhưng mình vẫn đăng bài phát biểu của ông ấy thì đúng là chết nhục. Mọi tình huống đều phải được tính toán rất kỹ. Điển hình như vụ Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là ông Hammarskjöld người Thụy Điển bị rơi máy bay chết ở châu Âu chẳng hạn. Mấy ông ký giả ở nhà chỉ đọc lịch trình của Tổng Thư ký, thế xong viết bài sẵn rồi đăng lên luôn. Nội dung là ngày này, giờ này, Tổng Thư ký đến chỗ này, được đón tiếp rất linh đình. Đấy, thế nhưng có đúng đâu, toàn là nói phét hết. Vì Tổng Thư ký bị rơi máy bay ở châu Âu rồi, thế mà bây giờ lại bảo là được đón tiếp linh đình thì ai có thể ngửi được. Biết trước thông tin là cái lợi, thế nhưng luôn phải đề phòng thông tin có sự thay đổi. Chính vì điều này mà ông Ẩn rất cẩn thận khi lên bài về việc phát biểu của đại sứ Mỹ về việc khánh thành đường băng. Ông cho con nhang đệ tử đến túc trực tại sân bay để đợi xem khi nào Nothing đọc xong bài diễn văn thì alo về một phát, ông Ẩn sẽ gửi bài sang Singapore, rồi từ Singapore sẽ chuyển đi khắp thế giới. Ông Ẩn rất cẩn thận đề phòng, chẳng may bố đại sứ kia bố ấy bị té xe thì sao, chẳng may ô tô thùng lốp trên đường ra sân bay thì sao, tất cả đều phải đề phòng, không gì là không thể. Cẩn thận đến như vậy rồi, thế nhưng ông Ẩn vẫn dính đạn. Đài VOA là đài của Mỹ, nó muốn tỏ ra khách quan, thế nên không bao giờ đưa tin báo Mỹ viết, mà nó thường đưa tin của báo Anh viết cho trùng lập. Nó lấy luôn bài viết của ông Ẩn trên báo Reuters để làm tin. Đúng hôm đấy không hiểu tại sao bố đại sứ lại vừa tắm vừa bật đài VOA lên nghe.
Sau khi nghe xong, đại sứ Nọt Hình đã phải giận dữ ném cái dao cạo râu vỡ toang gương trong nhà tắm, bởi ông cho rằng đã có thằng nào đó làm nội gián trong tòa đại sứ quán Mỹ. Sở dĩ có điều này đó là bởi khi lên đọc diễn văn thì Nọt Hình đã không đọc y hệt như tờ A4 viết ra, mà bố này đã thử kiểm tra nội gián bằng cách lược bỏ, thay đổi một vài từ. Thế nhưng không hiểu sao khi về nhà nghe VOA nói lại thì nó lại nói y xì như trong tờ A4. Rõ ràng là tờ A4 đó đã bị lọt ra ngoài. Tại sao những gì đài VOA nói lại giống như tờ A4 chứ không giống như những gì ông phát biểu? Chắc chắn đã có người tuồn tờ A4 đó ra trước khi ông đến sân bay. Đây là một thứ cấm kỵ trong tòa đại sứ, bởi thông tin chính thống thì phải được bảo mật, chỉ khi nào đại sứ phát biểu thì người ngoài mới có thể được biết. Ông ẩn lần đấy suýt nữa phải đóng bỉm vì bị cho rằng đã ăn cắp tài liệu của tòa đại sứ Mỹ. Rất may lần đó đại sứ của Mỹ tại Việt Nam là Nothing không muốn làm rầm rộ lên, mà chỉ muốn điều tra xem thằng nào trong cơ quan của mình đã để lộ thông tin ra ngoài. Nothing đã cử một người trong cơ quan chơi rất thân với ông ẩn để hỏi ông ẩn xem ai đã cung cấp thông tin này cho ông. Mặc dù là chơi rất thân, thế nhưng khi người bạn kia hỏi thì ông ẩn vẫn trả lời một cách rất nguyên tắc rằng: mày biết là người Mỹ đã dạy tao làm báo rất kỹ, thà mất việc chứ không nói ra nguồn tin. Thằng bạn kia vẫn rất nhẹ nhàng muốn ông ẩn khai ra và cam kết với ông rằng ông sẽ không bị trả thù. Thế nhưng tất nhiên ông ẩn vẫn không nói. Trong tòa đại sứ Mỹ ngày đó có 5 nhóm người: 1 là Mỹ trắng, 2 là Mỹ da màu, 3 là Mỹ da vàng, 4 là người Việt, 5 là người Hoa. Bây giờ thôi thì xuống nước như vậy cho ông ẩn dễ khai, không cần khai cụ thể, chỉ cần khai chung chung như vậy thôi. Thằng cung cấp thông tin cho ông nó thuộc nhóm người nào? Nhóm người bị ông ẩn khai ra cũng sẽ không bị kỷ luật hay khiển trách gì cả, mà chỉ bị nhắc nhở rất nhẹ nhàng mà thôi. Mặc dù xuống nước như thế, thế nhưng người bạn kia vẫn không thể nào cậy được mồm ông ẩn. Đơn giản đó là bởi nguyên tắc làm báo của ông, và đã là nguyên tắc thì không có trường hợp ngoại lệ. Chính việc kiên quyết bảo vệ nguồn tin bằng cả tính mạng của mình như thế, thế nên ông ẩn luôn có những tin mà chả ai có do bạn bè cung cấp. Và quan trọng nhất, tất cả những thông tin đó đều là tin thật, nguyên chất 100%, chứ không phải là những tin giả. Tin thật trong thời bình đã quan trọng rồi, thế nhưng tin thật trong chiến tranh nó phải gọi là ông nội của quan trọng. Một thông tin tình báo chuẩn có thể thay đổi luôn cục diện của cả một trận chiến. Điển hình như trong chiến tranh thế giới thứ hai, một tin tình báo được báo về rằng Nhật sẽ không mở mặt trận ở phía đông do nhà tình báo vĩ đại Richard Shaw báo về, khiến cho Liên Xô bật kèo hoàn toàn ở phút 90+3. Vì lúc đó, Hồng quân Liên Xô không cần phải để lại quân để đối phó với Nhật, cả chục sư đoàn phía đông được điều động về mặt trận chống Đức. Đó cũng chính là lý do mà tại sao Stalin đã từng nói rằng một người tình báo giỏi có tác dụng hơn cả một binh đoàn. Nhà tình báo vĩ đại Richard Shaw ngày ấy lấy được thông tin để lật ngược tình thế là bởi chơi quá thân với thư ký của thủ tướng Nhật. Và ông ẩn cũng vậy, ông ẩn chưa bao giờ phải ăn cắp tài liệu mà các tướng của địch đều phải đưa tận tay cho ông để cầu xin ông đưa ra những đánh giá nhận xét rất sắc của mình. Chính vì thế mà tài liệu của ông cầm trong tay không thể nào nguyên chất hơn được. Minh chứng cho điều này đó là tài liệu về kỹ thuật và chiến thuật chống nổi dậy do tướng Mark Gà, chỉ huy trưởng của MAAG soạn ra. Đây là tài liệu triển khai kế hoạch chống nổi dậy do Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ phê duyệt vào ngày 29 tháng 4 năm 1961. Mục đích là để tăng số lượng cố vấn và các đơn vị đặc biệt của Mỹ dành cho chính quyền Sài Gòn để đẩy mạnh việc xây dựng quân đội, tăng cường phong tỏa miền Nam Việt Nam, kể cả biên giới và vùng biển, đồng thời xúc tiến các hoạt động đánh phá bí mật ở miền Bắc. Đây là một kế hoạch được cho là khúc dạo đầu cho chiến lược chiến tranh đặc biệt. Ông ẩn ngày đó có thèm khát gì mấy cái tài liệu này đâu, vì là Mark Gà là một tướng khét tiếng của Mỹ, vừa mới được đưa sang để thay thế những người không làm được việc trước đó, và cái trình độ của ông ẩn thì lại chưa thể tiếp cận nổi. Mặc dù đã cố lé để không đọc cái tài liệu này rồi, thế nhưng mà vẫn không được. Bác sĩ Tuyến ngày đó đã cầm tài liệu dí tắt vào tay của ông, bắt ông đọc, bắt ông nghiên cứu, xong rồi tóm tắt và đề xuất ý kiến của mình về tài liệu đó, làm sao để ông Tuyến có thể hiểu được chiến lược quân sự mới của Mỹ, vì ông Tuyến không biết gì về mấy vấn đề này. Trong khi đó thì ông ẩn là một người có trình độ phân tích chính trị và quân sự ở mức thượng thừa. Đã cố không muốn lấy rồi, thế nhưng mà bác sĩ Tuyến có lòng thì thôi, ông ẩn đành phải có nước chấm chứ không biết phải làm sao cả. Việc đầu tiên ông ẩn làm sau khi cầm tập tài liệu đó là mang về nhà và chụp tất cả thành 24 cuốn phim để gửi cho lãnh đạo ở bên trên, không có order gì cả. Dịch dạc nghiên cứu các thứ là để sau. Chỉ đen một cái là lần đó toàn bộ 24 cuộn phim ông ẩn gửi về đều không thể đọc được. Chính vì thế mà ông lại phải mất công tự ngồi đánh máy nguyên lại tập tài liệu đó ra và đích thân mang về căn cứ. Sở dĩ ông phải đích thân mang đi như vậy đó là bởi giao liên của ông không thể nào xách cả một đống tài liệu quá nhiều thông tin như thế đi lông nhông xuống tận Củ Chi. Làm như vậy thì rất dễ bị lộ. Để đàng hoàng xách được một đống tài liệu đó đi khắp Sài Gòn thì chỉ có ông ẩn mới có thể đủ trình làm được, vì ông đã có lệnh bài miễn tử của bác sĩ Tuyến cấp cho, thế nên không bao giờ sợ địch kiểm soát. Tất nhiên hy hữu lắm thì ông mới làm như thế, chứ ông cũng không bao giờ dám lạm dụng.
Một bản tài liệu thì ông gửi đi, còn một bản tài liệu thì ông cất ở nhà để có gì còn nghiên cứu và viết báo cáo gửi cho bác sĩ Tuyến. Đọc xong tài liệu của Maga thì ông ẩn hiểu rằng có cho kẹo anh em nhà Ngô Đình Diệm đọc xong cái đống này cũng không dám phản đối. Chính vì thế mà ông chỉ dịch xong tóm tắt những nội dung quan trọng rồi gửi cho bác sĩ Tuyến mà chẳng cần phải đưa ý kiến riêng của mình vào đó. Bác sĩ Tuyến đọc xong mấy cái đó thì cũng chẳng hiểu gì, thế nên chỉ biết đưa cho anh em Diệm Nhu đọc thôi. Ông ẩn đọc vanh vách suy nghĩ trong đầu của từng người. Tất nhiên không chỉ có bác sĩ Tuyến dâng hiến tài liệu cho ông ẩn, mà đến cả Starley, một giáo sư lừng danh của trường đại học Stanford cũng làm những việc tương tự. Do thiết lập được các mối quan hệ từ trước, cùng với việc ông ẩn có những bài phân tích về quân sự chính trị quá sắc sảo, cộng thêm với yếu tố là được đào tạo ở Mỹ, chính vì thế mà các chuyên gia đều coi ông ẩn là người Mỹ chứ không phải là người Việt. Chính Starley đã rất nhiều lần gặp ông ẩn để tham khảo ý kiến của ông trong quá trình chuẩn bị cho chiến lược chiến tranh đặc biệt. Starley ngày đó muốn bàn với ông ẩn là bởi có rất nhiều lý do. Đầu tiên là để ông ẩn phân tích xem kế hoạch của mình như nào, có ổn hay không. Thứ hai, đó là để thăm dò xem phản ứng của chính quyền Sài Gòn về kế hoạch này sẽ như thế nào. Và thứ ba, đó là muốn được ông ẩn viết bài trên báo Reuters với thiên hướng thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch này. Đây có thể nói là một nước cờ rất cao tay của Starley, một mũi tên trúng tận ba đích. Thế nhưng tất cả vẫn đều thua ông ẩn một trình. Ông ẩn đã biết được chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ từ trong trứng nước mà tướng địch không hề biết một tí nào về điều đó cả. Tất nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó, biết ít cũng dở mà biết nhiều quá cũng dở. Điển hình như vụ có được tài liệu về kỹ thuật và chiến thuật chống nổi dậy mà Maga đã viết ở trên. Ông ẩn đánh máy gửi về cho lãnh đạo, thế nhưng lần đó lãnh đạo lại đưa cho cơ quan tuyên huấn in tài liệu mật của địch ra để phổ biến rộng rãi cho các tỉnh, làm ông ẩn tí nữa thì chết. Tài liệu được bảo mật đến nỗi nội bộ địch còn chưa rõ mà không hiểu tại sao lãnh đạo của mình ai cũng biết lại còn in ra phát như phát tờ rơi. Tất nhiên phát kiểu đó thì địch cũng hiểu là tài liệu của nó đã bị lộ rồi. Thế nhưng quan trọng là ai đã phát tán cái tài liệu đó ra. Ông ẩn là một trong những người đã tiếp cận với đống tài liệu này. Chính vì thế mà chắc chắn được đưa vào trong danh sách đen để tra khảo. Bây giờ địch nó mà gọi lên thì ông sẽ phải trả lời ra sao với bài hỏi cung của những cái đầu đầy sạn. Câu trả lời sẽ có vào trong số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 10 tháng 10 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi. Hiện tại thì chương trình Đàm Đạo Lịch Sử đã có trên nền tảng Spotify. Mọi người nếu quen dùng nền tảng đó thì có thể ủng hộ ekip của bạn em ở trên đó nha. Đường link em để ở phía dưới phần mô tả đấy. Bye bye. Trong số trước chúng ta đã quá rõ về việc ông ẩn bị đưa vào danh sách đen để điều tra vì tội làm lộ tài liệu mật. Và việc bị lộ đó thì lại do chính đồng đội của ông gây ra. Khổ mỗi một cái là bây giờ ông sẽ phải làm như thế nào để có thể thoát tội, đấy mới là cái khó. Lần đấy ông ẩn sợ tái cả mặt vì ông hiểu cái tài liệu bị lộ kia nó không có nhiều người có thể tiếp cận được. Tra ra ông là một điều rất đơn giản, thế nhưng quan trọng bây giờ phải nghe ngóng xem nó có tra hay không. Và nếu nó đang tra thì người mà nó nghi ngờ nhất là ai, có phải ông hay không. Giờ đang yên đang lành, tự nhiên có biểu hiện lạ thì không khác gì là mình tự nhận tội. Chính vì thế mà ông lại phải đi nghe ngóng thêm tình hình. Bác sĩ Tuyến được cấp dưới báo lên về chuyện để lộ tài liệu. Và chính bác sĩ Tuyến là người đã báo cho ông ẩn về việc này. Ông Tuyến ngày đó lại còn muốn hỏi qua ông ẩn xem có biết ai đã làm lộ tài liệu này ra hay không. Sau khi nói chuyện qua lại thì ông ẩn yên tâm hoàn toàn ở chỗ ông Tuyến. Ông không bị nghi ngờ gì ở đây cả. Chính vì thế, bước tiếp theo ông phải hỏi thêm cả cơ quan điều tra an ninh quân đội nữa. Bên đây thì họ lại còn chả biết một tí gì mê lạ. Như vậy chỉ còn đúng một chỗ quan trọng nhất. Câu trả lời của chỗ này sẽ quyết định số phận của ông ẩn. Một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Đó chính là đội CIA. Rất may cho ông ẩn, đó là lần hỏi do đội CIA thì ông biết được rằng CIA lúc kết luận đây là tài liệu của Bắc Việt bịa ra để nhằm chia rẽ trong nội bộ của CIA, chứ không phải là có một ai đó trong cơ quan làm lộ tin này ra ngoài. Đây là một lần thoát chết trong gang tấc của ông ẩn. Ông không thể nào tưởng tượng được nổi một cái kịch bản khó như thế mà bọn CIA nó cũng có thể nghĩ ra được. Nếu chúng nó nghĩ một cách đơn giản thì chắc chắn là ông đã xong rồi. Thế nhưng bọn này nó luôn phức tạp hóa vấn đề lên quá nhiều. Chính vì thế mà ông lại thoát nạn. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà tại sao ông ẩn lại nói rằng người điệp viên may mắn là người điệp viên không bị bắt. Khi kể lại những năm tháng làm tình báo của mình, ông ẩn không bao giờ dám nhận mình là người tài giỏi. Ông chỉ dám nhận mình là người may mắn mà thôi. Bởi đối với ông, một người làm tình báo cũng rất giỏi khác là ông Ba Quốc mà chúng ta đã biết ở trong những số trước, là một minh chứng rõ nét nhất. Để yên thì ông Ba Quốc cũng đâu có bị lộ. Thế nhưng người giao liên của ông trong một lần trên đường đi giao tài liệu tự nhiên lại bị địch bắt được. Thế nên ông Ba Quốc đã không thể nào ở lại trong lòng địch thêm một phút nào được nữa.
Mà khổ một cái là lần đấy có phải là bị địch theo dõi nên bị lộ đâu, mà chuyện bị lộ của ông Ba Quốc cũng rất vô tình. Trên đường giao liên của ông lên xe khách mang tài liệu xuống Củ Chi thì tự nhiên hôm đó cảnh sát yêu cầu dừng xe lại để kiếm một người nào trên xe. Thế nhưng đen một cái là để cho chắc ăn thì nó bắt giam hết luôn tất cả mọi người trên xe để đảm bảo chắc chắn rằng không có lọt thành viên nào của Việt Cộng. Và thế là người giao liên đã bị bắt. Đen hơn ở chỗ là người của mình biết rõ giao liên bị bắt rồi, lãnh đạo đã bàn bạc với nhau rằng bằng mọi giá đút lót bao nhiêu tiền cũng chơi để làm sao cứu được người giao liên kia ra. Thế nhưng đến lúc cầm tiền lên đến nơi thì người giao liên đấy đã bị chuyển lên tổng nha cảnh sát. Chính vì thế mà ông Ba Quốc đành bị lộ do tập tài liệu đã tố cáo ông. Một câu chuyện mà thực sự chả biết phải giải thích như thế nào, chỉ biết đổ tại cho số mà thôi, chứ chẳng phải tại ông Ba Quốc hay tại người giao liên. Trong cuốn Điệp viên hoàn hảo, ông Ẩn đã nói một câu rất hay rằng tài liệu không chỉ là tin tức mật mà tài liệu còn chính là điệp viên. Mất tài liệu thì chắc chắn là mất luôn điệp viên. Đây cũng chính là lý do mà lúc nào ông cũng khiêm tốn vô cùng, bởi ông hiểu người giao liên của mình có thể bị bắt bất cứ lúc nào và lúc nào ông cũng có thể có cơ hội được đi gặp thần chết. Đó cũng chính là lý do mà trong suốt thời gian hoạt động của mình, ông luôn mang theo thuốc độc trong ve áo để tránh phải chịu cực hình mỗi khi bị bắt. Mỗi một ngày tỉnh dậy, ông đều sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết của mình. Sở dĩ có điều này đó là bởi hai lý do. Đầu tiên, đó là trong nghề tình báo của ông nó có một nguyên tắc bất di bất dịch. Nếu như bị bắt không trốn được thì chết là giải pháp tốt nhất. Lúc đó, chết không phải là để giữ mạng cho mình, mà chết là để bảo vệ nguồn tin. Cái gì cũng có thể khai, thế nhưng nguồn tin thì tuyệt đối không bao giờ được tiết lộ. Điều này chúng ta đã được chứng kiến rất rõ việc ông Ẩn xử lý tình huống ở trong số trước. Cái lý do thứ hai của việc mang thuốc độc trong ve áo, đó là bởi ông Ẩn hiểu rằng chả có cái gì khốn nạn hơn việc tình báo bị tra tấn cả. Nó khốn nạn hơn người thường bị tra tấn gấp nghìn lần. Tình báo mà bị tra tấn thì chết còn sướng hơn sống, vì nguyên tắc của tra tấn khi gặp tình báo đó là phải đánh cho đến khi nào khai ra thì thôi. Khai được một ít thì nó sẽ đánh thêm để cho khai ra nhiều. Khai nhiều rồi thì nó sẽ đánh thêm để cho khai ra hết. Có người còn bị địch nó chích thuốc cho lên cơn thần kinh để khai ra toàn bộ những gì nằm trong tiềm thức. Tất cả những biện pháp gì ghê tởm nhất mà con người nghĩ ra được thì nó sẽ dành để tra tấn tình báo. Chính vì thế mà ai còn sống được thì phải gọi là bố cỏ giỏi. Giống như trường hợp của tình báo Nguyễn Văn Thương chúng ta đã nói ở trong số trước thì đấy phải gọi là thánh nhân. Tất nhiên lần lộ tài liệu này mới chỉ là lần đầu tiên, đến lần thứ hai thì cũng gay cấn không kém cạnh gì. Hôm đó là Tết, chính vì thế mà anh em ở trong chiến khu muốn gửi quà ra để biếu cho ông Ẩn. Biết là ông thích chim chóc, thế nên đã biếu cho ông một cành mai rừng đẹp không tài nào chê nổi. Nhìn qua ai cũng tưởng ông Ẩn sẽ thích, thế nhưng ngay lập tức ông đã gạt đi luôn, vì tặng cành mai đấy không khác gì là dí ông vào chỗ chết. Đơn giản bởi cành mai đấy nó chỉ mọc ở trong rừng sâu, chỉ có vùng giải phóng mới có mà thôi. Ông Ẩn đang là người của Mỹ, bây giờ mang cây hoa này về để vào vườn thì chết chắc 100%. Rõ ràng ông luôn xây dựng hình ảnh là một người cực kỳ ghét những ai có ý tưởng bình Việt Cộng. Thế thì làm sao mà lại có cây mai này ở trong vườn được? Hết cây mai thì lại đến chuyện cái máy ảnh. Nói chung là những ngày tháng làm tình báo, ông không bao giờ được ăn ngon ngủ yên. Chỉ cần lơ là một phút thôi thì cái giá phải trả là tính mạng của ông và cả vợ con ông nữa. Một cái giá rất đắt. Lần đấy ông bí mật xuống căn cứ của mình để gửi tài liệu. Ở trong chiến khu thì quân mình bắt được một thằng lính Mỹ còn nhà giàu. Nó có cả máy chụp hình rất đắt tiền. Biết là những người như ông Ẩn rất cần những thứ như này để còn chụp tài liệu. Chính vì thế mà các đồng chí nhà mình cứ dúi vào tay bắt ông cầm về để làm công cụ tác nghiệp. Ông Ẩn ngày đó nhìn thấy máy ảnh thích lắm, vì cái thời đó mà có máy ảnh riêng để chụp nó phải gọi là bố của xịn. Khác gì bây giờ ông có phi cơ riêng đâu. Thế nhưng rất may là lần đó ông Ẩn đã tỉnh táo không cầm về. Đơn giản bởi ông đã suy luận một cách rất logic rằng bây giờ thằng Mỹ nó bị bắt, thế xong mình cầm máy của nó về Sài Gòn để dùng, thế thì khác gì là lạy ông tôi ở bụi này. Máy ảnh thời đó nó hiếm như xe Rolls Royce bây giờ vậy. Người ta thuộc lòng tên của từng chủ xe. Giờ tự dưng có một người cưỡi Rolls Royce ra đường mà không có tên trong danh sách kia thì kiểu gì cũng sẽ bị xăm soi. Con Rolls Royce này là được đặt hàng mua mới ở nước ngoài về hay là mua lại của ông nào đó trong nước, tra một cái là ra. Cái máy ảnh của ông Ẩn cũng vậy. Bây giờ địch nó tra ra máy ảnh ông cầm trong tay là máy cũ, thế là dở rồi. Máy này gốc là của thằng A, mà thằng A lại đang bị mất tích. Lúc đó tự nhiên lại thành tò chuyện. Còn một lần nữa kinh điển hơn hai lần này rất nhiều, đó là lần mà người giao tài liệu của ông bị bắn chết ở trên đường đi công tác. Lập tức thì tài liệu đó được đem về điều tra để xem ai đã làm lộ nó ra ngoài. Có sẵn một mạng lưới quan hệ rất rộng, chính vì thế mà người của bên an ninh đã lập tức báo luôn tin này cho ông Ẩn. Đồng thời thì Trần Kim Tuyến cũng gọi ông lên để hỏi quan điểm của ông về vụ này, khoanh vùng lại xem có phải Việt Cộng đã cài được người vào đây hay không, ai là người khả nghi nhất.
Lúc này thì ông Ẩn buộc phải đưa ra nhận xét của mình, và quan trọng nhất là phải làm sao để hài hòa được các mối quan hệ. Tài liệu này do ông Ẩn làm lọt ra thì đúng rồi, bây giờ đổ cho người khác thì cũng được thôi. Thế nhưng quan trọng là nó chỉ ăn được ngắn hạn, chứ dài hạn thì rất dở. Bởi anh em ai cũng chơi đẹp với mình như vậy, bây giờ tự nhiên người ta chả có tội tình gì mà mình lại dí người ta vào chỗ chết. Chỉ cần một lần như thế thôi thì mất uy tín hoàn toàn, lần sau lấy đầu ra tìm ngon được nữa. Chính vì thế mà ông Ẩn đã nghĩ ra một cách giải thích phải gọi là bố của hợp lý. Ông giải thích với bác sĩ Tuyến rằng tin tức này mà Việt Cộng biết được chắc chắn là do nội bộ của mình truyền ra. Động cơ truyền ra không phải là nó muốn cho Việt Cộng biết để Việt Cộng đánh mình, mà bản chất là bọn nó ở trong này, bọn nó đưa mấy tin này ra ngoài để hạ uy tín của nhau. Thằng nào cũng muốn vào làm ở trong chỗ của ông Tuyến vì lương trong đó cao chót vót. Chính vì thế mà nếu như muốn cho thằng A bật bãi thì phải có một ekip tìm hiểu xem là thằng A đã nắm những thông tin mật gì mà chỉ có thằng A với lãnh đạo biết. Lúc đó thì ekip kia sẽ tuồn thông tin đó ra ngoài cho đối thủ, nhưng tuồn theo kiểu giả vờ rơi vãi để rồi chính lãnh đạo là người đọc được. Thế là coi như xong luôn, thằng A kiểu gì cũng sẽ bày ghế. Với lập luận không thể chê vào đâu được, ông Ẩn vừa khéo léo giữ được vỏ bọc của mình mà lại vừa không làm tổn hại đến bất cứ ai. Nói phải củ cải cũng nghe, chứ đừng nói gì đến bác sĩ Tuyến. Chính vì thế mà ông Ẩn lại một lần nữa chiến thắng được thần chết. Về sau để cho an toàn, ông Ẩn còn check lại xem bác sĩ Tuyến đang xử lý vụ này đến đâu rồi. Ngày xưa bác sĩ Tuyến gọi ông lên để hỏi, nhưng bây giờ ông Ẩn còn hỏi ngược lại cả bác sĩ Tuyến để xem vụ này ông Tuyến điều tra như nào, đã truy cứu trách nhiệm cho ai chưa. Bác sĩ Tuyến khi được hỏi thì trả lời rằng truy gì, tụi này nó đánh nhau tung tin thôi. Ông Ẩn nghe xong câu trả lời đó mà mắt lòng mắt dạ, cuối cùng thì ông cũng đã có thể kê gối cao đầu để ngủ. Đó là những lần nguy hiểm do người ngoài mang lại. Thế nhưng cũng có những lần lại do chính tay ông Ẩn tự gây rắc rối cho mình. Câu chuyện mà hầu như ai cũng biết về sai lầm của ông, đó có lẽ là câu chuyện ngày ông mới vào nghề tình báo được ông kể trong chương trình Người Đương Thời. Ngày đó thì ông được giao nhiệm vụ đưa tài liệu cho bà Giao Liên để bà ấy chuyển đến cho ông Phạm Ngọc Thạch. Thời gian địa điểm hẹn rất cụ thể rồi, làm tình báo đã hẹn nhau thì không thể nào sai giờ được. Thế nhưng không hiểu tại sao lần đó ông Ẩn vẫn đến muộn. Hóa ra là trên đường đi, ông đã có va chạm nhẹ với một thằng vốn là dân học võ bài bản. Chính vì thế mà ông xuống đánh nhau luôn với thằng đó cho bỏ tức. Khổ một cái là dừng lại đánh nhau như thế, thế nên giao tài liệu mới bị chậm. Bà Giao Liên tìm hiểu ra được lý do mới chửi ông té tát. Đã làm tình báo thì phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, đánh nhau như thế, thế xong tài liệu nó rơi vãi ra thì làm sao? Cảnh sát nó bắt về đồn nó tra hỏi thì có phải là nhục hay không? Cùng với đó thì bà cũng dặn rằng lần sau nó có chửi bố ấy, thì cũng phải lặng im mà đi. Làm nghề này tuyệt đối không được gây lộn với ai, xe có hỏng thì vất cả xe luôn cũng được, bắt buộc phải đến địa điểm đã hẹn đúng giờ. Đấy là một lần, còn lần thứ hai tự ông suýt chút nữa hại mình, đó là giai đoạn đầu của sự nghiệp khi ông vừa ở Mỹ về và đang làm việc cho bác sĩ Tuyến. Lần đó ông Ẩn giới thiệu một nữ quân nhân và làm việc trong văn phòng của bác sĩ này. Ông Ẩn không hề biết cô này là điệp viên của bác Việt, chính vì thế mà ông đã đề bạt và làm việc cho bác sĩ Tuyến. Bên quân báo đã phát hiện ra người của Việt Cộng cài vào và lập tức hỏi ông Tuyến xem ai đã tiến cử cô này. Tất nhiên ông Ẩn phải đứng lên để trả lời cho ra nhẽ. Khi bị chất vấn, ông Ẩn đã đáp rằng làm sao tôi có thể biết con nhỏ đó là Việt Cộng, tôi chưa có vợ mà con nhỏ này thì đẹp, lại biết đánh máy giỏi, thế nên tôi giới thiệu, tôi chả biết gì ngoài chuyện đó. Một câu trả lời rất nhanh và thuyết phục đã khiến cho ông Ẩn thoát chết trong gang tấc. Và quan trọng là ông cũng chẳng quen biết gì thật, không hề có một bằng chứng gì để chứng minh mối quan hệ của ông và cô gái đó. Chính vì thế mà ông không bị đưa vào diện nghi ngờ gì nữa. Đây có lẽ là lý do mà tại sao ông Ẩn luôn cho rằng ông là người may mắn chứ không phải tài giỏi gì cả. Có lẽ bởi ông đã quá ám ảnh với những lần suýt chết như này. Cuộc đời của ông lúc nào cũng phải cảnh giác với địch đã đành, thế nhưng ngoài ra thì lại còn phải cảnh giác với tấm chân tình của đồng đội, cảnh giác với chính bản thân mình, và cái nhục nhất đó là cảnh giác với chính những đứa con mà ông yêu thương nó nhất trên đời. Bình thường thì ông Ẩn sẽ mang tài liệu về nhà để ghi chép cũng như chụp lại để sáng hôm sau sẽ gửi cho Giao Liên. Lúc ông đứng chụp tài liệu thì sẽ có con béc dê đứng cạnh cho ông. Mọi chuyện rất suôn sẻ, cho đến sáng hôm đó thì tự nhiên ông nghe thấy cô con gái của mình kể với cậu con trai rằng đêm qua lúc tỉnh giấc cô có nhìn thấy ba viết tài liệu bằng một loại mực gì đó, cứ viết xong là chữ biến mất. Ông Ẩn nghe xong tin đó thì rụng rời hết cả chân cả tay. Ông không thể ngờ nổi là đứa con gái của mình nó lại biết về việc mình đang làm. Rất có thể là nửa đêm nó thức dậy đi vệ sinh, thấy ông đang làm, thế nên nó tò mò đứng sau xem ông đang làm gì. Và con béc dê thấy người quen, thế nên nó không sủa. Ông Ẩn lần đó sợ xanh mắt mèo vì ông hiểu rằng con bé mà nó đem chuyện này ra lớp kể thì đời ông coi như xong.
Chính vì thế mà ngày tối hôm biết tin, ông đã phải nghĩ ra cách để lừa đứa con gái của mình. Ông đặt một ngọn đèn sáng trước mặt, rồi bảo cô con gái nhìn vào tờ giấy mà ông vừa viết bằng mực thông thường. Tất nhiên là trong vài phút đầu, cô gái sẽ không thể nào nhìn thấy gì cả do mắt còn đang bị chói sáng. Dần dần mắt làm quen được rồi thì mới thấy mực. Thao tác xong, ông mới ân cần nói chuyện với cô con gái rằng đây là nguyên nhân mà tối qua con thức giấc và thấy bà viết nhưng không thấy chữ. Con đi từ trong tối ra chỗ sáng và tưởng là giấy không có chữ. Lúc đó con bị hoa mắt nên mới thấy vậy, chứ thực chất bà viết bằng mực thường chứ chả có gì cào xỉu cả. Rất may là kể từ đó ông ẩn không thấy cô bé nói gì đến loại mực kia nữa. Loại mực đặc biệt ngày đó mà ông ẩn dùng đó chính là loại mực mà chúng ta đã biết ở trong số nói về cách gói ghém tài liệu của ông bà Quốc. Ngày đó để viết tài liệu, người ta sẽ dùng nước trà để viết lên những tờ giấy dầu màu vàng. Khi viết lên thì chả ai nhìn thấy gì cả, mọi thứ như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi nào bên kia nhận được thì sẽ phải dùng hóa chất bôi lên đó mới có thể đọc. Vậy câu hỏi đặt ra đó là lấy được tin và sao chép được nó ra như thế rồi, thế nhưng chuyển nó ra cho lãnh đạo của mình ở bên trong chiến khu thì ông ẩn phải chuyển bằng cách nào? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 17 tháng 10 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.